Chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, bệnh đầu đen hiện nay đang là một bệnh không còn xa lạ gì đối với những bà con chăn nuôi gà, nhất là đối với những bà con chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả hoặc là chăn thả. Do đó, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý bà con chăn nuôi đi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh này để bà con có thể hiểu rõ hơn và chủ động phòng trị bệnh này cho đàn gà nhà mình một cách tốt nhất. Sau video ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ dành thêm một video nữa để cùng bà con đi tìm hiểu về những cái điều chưa biết về bệnh đầu đen này. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của quý bà con chăn nuôi. Quay trở lại với video ngày hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh đầu đen trên gà. Nguyên nhân do đơn bào histomonas ký sinh ở niêm mạc manh tràng hoặc là gan gây ra các bệnh tích điển hình tại đây. Đối tượng mắc bệnh thường là gà hoặc gà Tây nuôi theo hình thức chăn thả hoặc bán chăn thả và một số loài chim. Bệnh thường xảy ra trên gà từ 2 tuần tuổi đến 4 tháng tuổi khi môi trường bị ô nhiễm, gà trong giai đoạn sinh sản vẫn có thể bị mắc bệnh này. Bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa do gà ăn hoặc uống phải trứng giun kim có chứa histomonas. Gà bệnh sẽ tiếp tục thải trứng giun kim có mang mầm bệnh ra ngoài môi trường. Khi giun đất ăn phải mầm bệnh thì nó sẽ tồn tại rất là lâu trong môi trường, vì vậy khó để xử lý triệt để. Ở khu vực chăn nuôi gà từng mắc bệnh, những lứa gà nuôi tiếp theo sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Triệu chứng bệnh: gà ủ rũ, sốt, rúc đầu vào cánh, tìm chỗ nắng ấm áp để nằm. Phân sáp vàng, sáp đen, phân dạng lỏng giống gạch cua, phân nước có thỏi, phân sống ở giữa. Về bệnh tích thì bệnh tích tập trung chủ yếu ở manh tràng và gan. Gan sưng to hơn bình thường, xuất hiện những vết hoại tử hình hoa cúc với bề mặt hoại tử hơi lõm hơn so với bề mặt của gan. Manh tràng sưng to, thành dày lên, niêm mạc bị loét, chất chứa có lẫn máu tươi như máu cá hoặc nhớt nâu giống như bệnh cầu trùng, hoặc chất chứa bên trong cứng chắc tạo khối dạng như là canxi lấp đầy ở bên trong. Về phòng bệnh thì định kỳ vệ sinh sát trùng chuồng trại bằng iodin hoặc là belosid, sau đó rắc vôi bột ở khu vực chăn nuôi gia cầm, hạn chế thả gà ra vườn khi trời mưa. Định kỳ tẩy giun cho gà bằng các sản phẩm như Ivermectin 10 Oren hoặc Ivermectin 6 VFS hoặc là Albenol 100 Oren. Bổ sung Vitac 10% để tăng sức đề kháng cho gà. Về điều trị bệnh thì đầu tiên là sử dụng các sản phẩm sau để hỗ trợ điều trị bệnh cho gà. Dùng Paramol 200 VFS để hạ sốt cho gà. Bổ sung men tiêu hóa Firimrut hoặc HPRO. Bổ sung giải độc gan thận như Intertonic hoặc Tonic K. Bổ sung GCKC để tăng cường sức đề kháng cho đàn gà. 2. Sử dụng thuốc để tiêu diệt nguyên nhân chính gây bệnh. Dùng Sumochi VFS với liều 1-2g trên 5kg thể trọng hoặc Sumochi 480 Oren với liều 1ml trên 10-15kg thể trọng, dùng trong 3-5 ngày để tiêu diệt tác nhân chính gây bệnh. 3. Sử dụng thuốc để tiêu diệt nhân tố trung gian gây bệnh. Trộn Ivermectin 6 VFS hoặc Ivermectin 10 Oren để tẩy giun cho gà, hoặc quý vị có thể dùng Intermectin dạng tiêm của Hà Lan cũng đem lại hiệu quả rất tốt. Các sản phẩm trên bà con sử dụng theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì của sản phẩm. Vừa rồi, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý vị bệnh đầu đen trên gà. Rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của quý vị. Chúc quý vị chăm nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!